Xin chào mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi qua cồn cho mọi người, qua cồn Cầu Lài. Và đây thì mình sẽ đi dịch vụ của anh Trinh nha. Đó, sẽ lại nói anh Trinh là lấy ghe chở mấy anh em mình qua cồn. Đó, thì đây đồ nghề của mấy anh em nè. Thì bữa nay mình đi lại với anh Long tích tốc với bạn Di làm bên ông ta. Đó, nay ba anh em mình đi chiến nha. Đây có anh Long tích tốc, anh Long mình nổi tiếng lắm nha nè. Nổi tiếng lắm rồi. Rồi, giờ là mua đồ nước thôi, chuẩn bị lên đường chiến đấu. Rồi, lên đường nha anh em. Rồi, giờ mấy anh em bắt đầu đồ đạc, tèo lên đi câu. Đây, đó. Đồ ý ghê không? Lòng tới tóc gắt đi cái bãi này hồi chứ. Cũng rất giả lắm à. Rồi, vô chơi nha anh em. Đây, bây giờ anh Long bắt đầu tộn mồi nè. Má anh Long chơi gì, có cái chai này đỏ đỏ, không biết cái gì nè, anh Long chơi quá rồi. Đó, anh Long chơi hết, anh Long vô đồ nha anh em. Anh Long vô nửa bịch này với đầu nửa chai này nè. Đó, chai là nhóc, anh Long vô nửa chai luôn nha. Còn anh Long tộn lên nè. Tộn lên búp dẻo lắm. Thấy không, cái cá mình màu đen mà anh Long vô lên màu vàng luôn, anh em thấy ghê không? Đó, rồi, anh này là anh Long nha. Đây, còn đây là anh Duy nha. Nè, anh Duy không biết vô gì, anh Duy quất nửa bịch, anh Long nửa bịch nè. Đó, giờ anh Duy bóp cục cục gì, anh Duy chọi nè. Cứng chưa? Cứng rồi. Chùm nhỏ sáo luôn nha. Trời ơi. Đó, anh Duy con này câu cá ta nha, còn anh Long thì câu cá phi. Còn pha thì chưa biết câu cá gì, để coi hai anh này câu trước rồi đã. Đó. Cái đây mà trống không? Có cái kè giống sẵn kìa. Kè giống của mấy cần hữu khác để lại sẵn. Thì ở đây là nguyên một dãy ao của công ty nha nè. Ao bị bể rồi hết rồi. Cái công ty người ta bỏ giờ cho vô câu. Thì câu 50 trăm ngàn viên người á. Anh em vô câu thoải mái. Đây anh Di mới vừa ra xong cần nha anh em. Còn anh Long thì còn đang xạo đẳng chưa xong nha. À, giờ đợi anh Di dính nè. Thì ở đây được cái anh em câu nhiều lắm nha. Đây có ba anh em câu nè. Đó, xuống miệng cống câu. Bên kia có anh câu đài đang ngồi câu. Ở đây có người nữa đang câu. Và xa xa đằng kia nó có con chú đang câu hai cần nữa kìa, đang bóp mồi. Này ở đây có một con lú cái đầu lên câu nè. Đó. Bên này thì bốn người đang câu nè. Đó, câu lại nha, bốn cái vụ đó anh em. Đó. Này ở đây nhảy dưới câu hai, ba hai người dưới là để hai chai nước rồi vỏ ở trên nè anh em thấy không? Nhiều lắm, nói chung cũng mấy chục người á. À, thì bữa nay câu không biết là mấy thằng câu có vô không, chứ là cái ông mà giữ ở đây là ông vô rồi đó nha anh em. Là ông ra ông lụm người 50 rồi. Thì không, nếu mà anh em câu từ sáng tới chiều á, thì người 50, ủa người anh chị. Còn anh em mà vô tưa là lấy người 50 thôi. Đó, thì tính ra sơ sơ như đây mà tính như dắt tưa không là thấy cũng 5-7 xị rồi. Im rồi đó, im rồi nha. Nhớ đủ rồi, ông nhậu bia ôm này kia rồi. Rồi. Nên là anh em vô rồi gán câu sao mà gỡ lại nha. Đây, bây giờ đó anh Long tới tóc ra câu nha anh em. Câu chưa? Nè, dứt nè. Cá đây là nó đói lắm nha anh em, nằm đời sẵn rồi đó. Anh Long tới tóc chỉ cần bỏ xuống là nó ăn à. Trời ơi, chết luôn. Học nha anh em. Dịp đọt mới được. Dĩa. Yeah. Ghê. Yeah. Thôi, phi bự ghê ông ơi. Phi hai ngón rồi nha. Cá này bắt về là làm cá phi nhỏ về là gì, làm gì à? Cái gì cá gì mà cá nhãi á. Thấy mấy ông miền ngoài hay ăn cá phi, cái gọi cá nhãi á. Nó nhỏ vậy nè. Hỏi ghê tụ. Nó nhỏ không ơi. Thì nó ăn vậy rồi, hồi sao cá bự không kịp. Trời ơi, gì đâu mà nó ăn thấy ghê trời, để xuống dứt, để xuống dứt à. Này bao bể đầu luôn, đâu bể đầu được. Nào bể đầu xem nó hay. Cá này là câu cỡ nào cũng có nha anh em. Nè coi nè. Để xuống là lụm à. Đó. Rồi rút rồi đó, đó ăn á. Nói chung là không có kịp coi cái phao luôn á. Đó.
2 con. Ghê. Thấy ghê không? Anh Long câu ghê không? Cái này thả nha anh em. Này dính không? Này dính rồi, dính này, dính này, dính này. Ôi ơi. Trời đụng dính. Ơi. Nãy là dính rồi đó, em giật nó bị bung á. Nó dướng đâu hả? Ôi. Đó anh em, thì bây giờ nước cũng đã đầy rồi nha anh em. Đầy thì mấy anh em mình sẽ ra cần tay dứt nha. Ở đây anh Long đang ra cần tay nha. Đó. Đây bạn Duy cũng ra cần tay dứt nha. Ăn luôn hay gì kìa. Nói chung là cá phi nó nhiều lắm anh em. Có được nhưng mà bị cái là cá nhỏ nó nhiều hơn cá bự. Cho nên là mình câu nó khó dính cá bự. Ở ghê ghê ghê. Ghê. Đó. Ở Long dính nè. Ghê. Đó dính lìa lìa vậy đó anh em. Trời ơi, hai con luôn hả? Đó. Yeah, Duy câu cá phi cũng bự bự luôn chứ bồ. Cá cỡ này không nha anh em, cá bằng tay nha anh em. Nè, bằng tay mà không có xè nha. Đó. Nói chung là cá vậy cũng ngon rồi chứ đòi hỏi gì nữa giờ. Trời ơi, có 50.000 người câu cá vậy thôi chứ. Nè, coi Long xuống nè. Nói chung là cá nó ăn liêu lẹ luôn anh em. Để xuống là lộng mà. Rồi lụm anh Long. Ổn giới thiệu để xuống lụm mà, để xuống anh lụm anh Tân anh Long. Đó. Rồi thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, chưa chưa để chụp tấm hình luôn, lên không? Lên không? Rồi lên luôn rồi. Đó. Nãy cưỡng công đẹp ghê. Rồi đó, đó thấy không? Hết Long lụm anh em. Lụm nguyên một nồi luôn. Nè, tới cái gì nè. Nè nè. Lụm liền không? Xuống là nó ăn liền mà có cái Duy câu cái phao mà cho nên cũng hơi khó biết nha nè. Ê nó rớt luôn rồi vậy. Còn còn. Đó đó nè, chuẩn bị nè. Bự không? Đó đó. Đâu chạy rồi. Dứt. Dứt. Lật phao rồi. Ghê không? Đó, con này nhỏ nha anh em. Cá cỡ này là không có bắt nha anh em. À, rồi. À, Long dính nữa. Đó, đó, Long dính. Đó, anh Long thấy ghê, thấy anh Long không? Anh Long tôi câu vậy không à anh em? Anh Long tôi giật là mỗi cái đều giật vậy vậy không á. Nè, làm lại cái đẹp đẹp nè. Cái giật gác không thì anh em nói chết. Nè, làm là sóc đôi nha. Không thì phải nửa ký. Rồi, học lớp luôn. Long ngộ mắc cỡ hay sao á, không cầm máy thì giật dính nè, giật dục trong hao rồi một đống nè, thấy không nè. Đó, vậy đó, cái mở máy lên kia anh Long diễn đi, cái anh Long còn im du à. Rồi diễn chưa đó. Rồi im du nữa anh em ơi, anh Long chơi vậy thua rồi. Kì á. Có cá bự vô á. Bây giờ nghe đang ăn ngon lành mà tự nhiên nó nín là có cá bự vô nha. Đó. Trời ơi. Thắng ăn nữa không gì? Biết anh sao vô tấp không? Rồi. Rồi. Thôi vô tấp thả cá luôn nha anh em. Nãy giờ câu vậy chứ một gọng rồi đó. Các con không? Thả nó không đi luôn này không? Cá nó vậy thả nó chịu đi. Đang quay siêu được đi, quay siêu được đi. Quá mày coi thôi. Nhớ ngắn.
thôi. Dài lắm rồi. Chưa làm cái giọng không có hay đâu, không có làm tiếng. Chỉnh giọng lại. Làm tiếng vô, chỉnh cái giọng hè hè vô. Chạy rồi à. Đâu có tay rồi. Đó. Nghe chưa? Pha YouTube câu cá vậy không á Long ơi. Đây ra được con cá phi tổng tổng lên em. Từ sớm giờ. Nói chung là cá bự thì nó nhiều mà nó ăn không kịp anh em. Nó ăn không kịp mấy cá nhỏ. Chứ không phải là không có. Mà cá nhỏ đang nhiều quá. Rồi, bây giờ thì mời anh em tiếp tục coi anh Long tích tốc câu cá nha. Anh Long giờ giật là ứ ứ không á. Chuẩn bị nè. Thiệt chứ. Anh Long mắc cỡ với máy quay. Đó. Hồ bự rồi, đó. Ghê không? Cho mượn cá luôn đi anh Long ơi. Đó, anh Long tích tốc thấy máy quay là anh Long giật vậy không á anh em. Đó, hai con ghê ghê. Trời ơi, rất con. Đó. Ghê chưa? Ôi gạt bằng cái gọng cá luôn mới ghê chứ. Chuẩn bị nè. Đó. Nó nhấn xuống tới cái lằn đen giật. Ừ. Ôi hai con. Với anh là cái phao em á, nó nhấn xuống tới cái lằn đen là giật. Lắm. Giờ cái lỗ này lấy cừng mình vô câu ngon lắm trời. Rồi bây giờ cũng trễ rồi anh em ơi, giờ mình với mấy anh em sẽ dọn đồ về nha. Mà trước khi về thì sẽ bên mở cho anh em coi cái ha. Rồi giờ mấy anh em mình rút nha. Đây bây giờ để thầy Long kéo gọng nè. Dữ lắm à, dữ lắm à. 5 kg hài lòng. Không tới. Hết. Nó mình câu cũng trễ mà 2 giờ. 2 giờ mới qua tới. 2 giờ qua ngồi chơi vô nước đầy mới câu. Giờ 5 giờ.
câu chuyện tiếng 2 tiếng. Kéo luôn giùm gọng đó thầy Long. Chứ. Đó, gọng này của mình nè, mình với bạn Huy, bạn Di. Đó, bộ mừng của thầy Long nha. Hai tay mà. Đó, Di bắt mấy cá bự bỏ vô gọng cái Di. Rồi. Mình với bạn Di nha, nói chung là cũng bộ nha anh em. Ok ha, cũng là thành công nha. Có cá là thành công rồi.